Ngày 12 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an huyện Thanh Ngoài, Hà Nội cho biết khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đào Văn Đôn, sinh năm 1987, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội, để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đôn là người bị một đơn vị chuyển phát nhanh, tố giác vì có hành vi chiếm đoạt hàng trăm chiếc điện thoại Samsung Galaxy S24 Ultra. Trước đó, Công an huyện Thanh Oai tiếp nhận trình báo về việc bỗng dưng bị biến mất 99 chiếc điện thoại Samsung Galaxy S24 Ultra. Theo phản ánh, trong quá trình xử lý lô hàng 99 chiếc điện thoại Samsung Galaxy S24 Ultra từ ngày 23 tháng 4 đến ngày 25 tháng 4, nhân viên kho hàng đã tráo đổi hàng hóa từ điện thoại di động thành túi cát, gây thiệt hại cho công ty số tiền hơn 3 tỷ đồng. Vào cuộc điều tra, công an xác định Nhân viên của công ty trách nhiệm hữu hạn chuyển phát nhanh An Lạc làm việc tại kho hàng ở xã Bình Minh, huyện Thanh Oai có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, ngày 28 tháng 5, công an huyện Thanh Oai đã triệu tập nhóm nhân viên kho lên làm việc, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan cảnh sát điều tra đã xác định được đối tượng đổi cháo lô hàng 99 chiếc điện thoại Samsung Galaxy S24 Ultra, thành túi cát là Đào Văn Đôn. Người này là quản lý kho hàng của công ty trách nhiệm hữu hạn chuyển phát nhanh An Lạc, là công ty vận chuyển, phân phối hàng hóa cho sàn thương mại điện tử Lazada. Tại cơ quan công an, đồn khai nhận, do không có tiền chi trả cá nhân, lợi dụng nhiệm vụ quản lý kho hàng, đã di chuyển lô hàng 135 chiếc điện thoại Samsung Galaxy S24 Ultra về nhà, dỡ niêm phong và thay vào đó là một túi cát rồi hàn lại như cũ, đưa trả về kho hàng nơi mình làm việc để chuẩn bị cho hành vi chiếm đoạt tài sản. Đầu năm 2024, Đôn chuẩn bị cát cho vào túi ni lông, có khóa nhựa, tìm kiếm địa chỉ in niêm phong, giả thương hiệu Lazada. Năm thanh niên này lên mạng tìm và thuê người đặt 135 đơn hàng mua điện thoại Samsung Galaxy S24 Ultra. Về các địa chỉ của huyện Thanh Oai, mỗi đơn hàng này Đôn phải trả cho người thuê từ 7 đến 10.000 đồng. Ngày 23 tháng 4, 135 đơn hàng điện thoại Samsung Galaxy S24 Ultra và quà tặng kèm được chuyển đến kho hàng do đồn quản lý. Cùng ngày, đồn nói với nhân viên của kho sẽ mang số hàng hóa này về nhà cất do an toàn vì buổi tối ở đây không có bảo vệ. Toàn bộ 135 đơn hàng điện thoại Samsung Galaxy S24 Ultra và quà tặng kèm được đôn bê lên thùng xe tải của kho hàng. Mang về nhà bố mẹ vợ ở phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Đôn lấy các công cụ, đã chuẩn bị từ trước gồm túi cát, tem giả Lazada, dao dọc giấy, máy sấy, thực hiện thao tác lấy điện thoại ra, cho túi cát vào bên trong để lấy điện thoại, dán niêm phong và sử dụng tem Lazada giả dán vào. Trong đêm 23 tháng 4 đến 5 giờ sáng ngày 24 tháng 4, đôn thực hiện xong việc tráo đổi 40 chiếc điện thoại, cất giấu dưới gầm cầu thang nhà bố mẹ vợ. Sau đó, đôn lại bê các sọt hàng lên xe tải và điều khiển xe tải về kho hàng, để số sọt hàng điện thoại giả vào vị trí giữa kho hàng rồi về nhà chiều tối ngày 24 tháng 4, nghi phạm này đã đến kho hàng, tiếp tục bê số điện thoại chưa tráo đổi, ra xe tải và đưa về nhà bố mẹ vợ, thực hiện hành vi tráo đổi. Sau 2 ngày, tổng số điện thoại mà Đôn trao đổi được là 99 chiếc điện thoại di động Samsung Galaxy S24 Ultra. Số điện thoại trao đổi được, Đôn đã mang về nơi ở của mình cất giấu. Số hàng trên được nhân viên của Lazada đến nhận và vận chuyển về kho Lazada tại khu công nghiệp Sài Đồng B, Long Biên. Tại đây, nhân viên của Lazada tiến hành kiểm tra lô hàng hoàn về thì phát hiện 99 chiếc điện thoại Samsung Galaxy S24 Ultra đã bị trao đổi thành túi cát. Sáng 11 tháng 6, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh Lê Tấn Tới cho biết, quy định cảnh sát giao thông được trích lại một phần tiền xử phạt sẽ giúp ngành công an hiện đại hóa lực lượng, tăng cường cơ sở vật chất. Theo đó, việc quản lý sử dụng số tiền trích lại thực hiện theo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến ban hành sau kỳ họp thứ 7 và pháp luật về ngân sách nhà nước không phải sửa đổi bổ sung quy định của luật ngân sách nhà nước. Theo đại diện, việc trích lại kinh phí xử phạt vi phạm cho cảnh sát giao thông không mới. Theo quy định hiện hành, Bộ Công an được Quốc hội phân bổ ngân sách theo hướng bố trí dự toán chi ngân sách từ nguồn thu xử phạt để tăng cường đảm bảo an toàn giao thông. Tỷ lệ phần trăm trích lại tùy thuộc vào nhu cầu từng năm. Bộ Công an sẽ lập dự toán kinh phí gửi Bộ Tài chính căn cứ vào số thu xử phạt hành chính của năm trước liền kề do Kho bạc nhà nước trung ương cung cấp. Bộ Tài chính báo cáo chính phủ trình Quốc hội phê duyệt cấp dự đoán kinh phí xử phạt hành chính cho Bộ Công an. Bản tin nhật ký cuộc sống xin được tiếp tục với một nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, Nghệ An là tỉnh có diện tích rừng lớn nhất cả nước với hơn 1 triệu hecta và với chủ trương thí điểm chuyển nhượng kết quả giảm phát thải khí nhà kính, gọi tắt là chi trả tín trị carbon. Các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ tưởng rằng sẽ là cơ hội lớn cho người dân tăng thêm thu nhập từ rừng. Tuy vậy, việc thực hiện chính sách này đang gặp phải những khó khăn do sự trồng chéo và những vướng mắc giữa quy định mới với các chính sách bảo vệ rừng truyền thống. Và sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên VTC. Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Kỳ Sơn hiện đang quản lý 172.000 hecta rừng, trong đó có hơn 95.000 hecta là diện tích đất có rừng, chủ yếu là rừng tự nhiên, với hiện trạng và tiêu chuẩn dường như này, đơn vị có đủ điều kiện để được hưởng nguồn lợi từ chi trả tín chỉ carbon rừng. Tuy nhiên, theo các quy định pháp lý, nên việc hưởng lợi từ nguồn quỹ này còn rất nhiều vướng mắc. Cũng có những cái khó khăn, có những cái bất cập. Thứ nhất là trong cái nghị định 107 quy định là không trông chéo các cái nguồn vốn chính sách. Thì trên địa bàn Kỳ Sơn cũng như các cái huyện miền núi thì đang triển khai cái chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đông bào dân tộc thiểu số ban quản lý đồng hồ kỳ thì đã triển khai từ năm 2023 với diện tích cùng lễ nền 27 nghìn hecta thì nó trồng chéo cho nên việc thực hiện chương trình EPRA này trên cái diện tích đó không là, không thực hiện được theo quyết định phê duyệt danh sách đối tượng hưởng lợi nguồn thu từ thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng bắc trung bộ toàn tỉnh nghệ an có hơn 27.800 chủ rừng với gần 800.000 hecta Tuy nhiên, nếu thực hiện theo quy định của nghị định 107 thì nguồn thu này sẽ không được chi trả do chồng chính sách. Cũng theo nghị định 107, việc thí điểm chính sách chi trả giảm phát thải khí nhà kính chỉ thực hiện trong vòng 2 năm 2024 và 2025. Nếu năm 2024 đã gần như không thể chi trả thì liệu trong năm tiếp theo các chủ rừng có chấp nhận đánh đổi các chính sách chi trả bảo vệ rừng truyền thống để nhận nguồn thay thế này? khi mà để cho đến với người dân là thụ hưởng thì nó chẳng được bao nhiêu cả bởi lý do thứ nhất thứ nhau thứ nhất là cái diện tích mà người dân thụ hưởng này thì chúng tôi đang triển khai chương trình mục tiêu quốc gia 1719 thì trong 1719 theo theo cái quy định của một nghị định 107 này thì cái nguồn mà tiến chỉ các bón này không được trùng lấy cái nguồn ngân sách vì vậy cho nên là rất bất cập ở chỗ này đến bây giờ cực kỳ khó khăn mà để giải ngân được vấn đề này là rất khó bởi vì nó trùng với ngân sách thứ nhất là trùng ngân sách thứ hai là không được giao cho cái lực lượng bảo vệ rừng của đơn vị cũng như là là là, là lực lượng bảo vệ rừng khác đối với hạt thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị các cái dữ liệu cơ sở dữ liệu của các cái chủ rừng những hộ gia đình có diện tích rừng tự nhiên thì chúng tôi chuẩn bị cơ sở dữ liệu và quản lý toàn bộ về hồ thông tin về chủ rừng trên cơ sở dữ liệu từ đó chúng tôi sẽ lên một cái danh sách cụ thể hộ gia đình nào được hưởng, hộ gia đình nào được không được thụ hưởng, đảm bảo một cách khách quan và minh bạch. Mặt khác, việc chi trả tín chỉ carbon chỉ áp dụng cho rừng tự nhiên, không áp dụng cho rừng trồng. Và việc yêu cầu phải chi trả đúng đối tượng, trong khi thực trạng chuyển nhượng rừng của người dân Nghệ An khá phức tạp. Nhưng vấn đề này đang tạo ra nhiều nghịch lý giữa chính sách và thực tế cũng như tính khả thi của chính sách chi trả tín chỉ carbon rừng ở Nghệ An.